đây qua đồng của chúng ta đây. Ơ chị ơi, hình như có một con cua chạy thoát ở những viên gạch này. Tí nữa mình sẽ làm đích cho những con cua nó đua. Đấy các bạn thấy không, giờ bắt đầu chúng ta sẽ xếp vạch đích cho những con cua nó đua nha. Đây 4 viên 1 nha các bạn. Các bạn ơi, mình xếp đường đích xong, mình sẽ xếp đầu để cho con cua nó đỡ chạy ngược lại nha các bạn nhé. Đây. Đấy. Thấy chưa các bạn? Đây các bạn ơi, đây chính là những chú cua để đua nha. Lộc TV chọn con nào? Lộc TV chọn con này đi. Đây. Có chắc con này thắng cua không? Tin chắc. Mình sẽ chọn con. Con nào bự bự mới có sức chạy. Ủa. Đây con mình chọn không. Ôi trời ơi, cua nó cấp với nhau luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ thi đấu nha. Lượt thứ nhất chỉ được 5k thôi nha. Và bây giờ mình sẽ để cua vào vách nha. Đây các bạn ơi, mình sẽ để đây để cho cua nó không có bị chạy ngược lại đây nha. Nào, 1. Chuẩn bị. Nào, để từ đầu đây cơ mà. Ai cho chạy trước đi. Các bạn ơi, vòng chơi thứ nhất, đây chính là giải thưởng. Vòng chơi thứ nhất chỉ được 5.000 dành cho con cua thắng thôi nha. Đây, mỗi người một tờ đi. Đây. Và bây giờ cuộc thi bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đấy sẽ mang về phần thưởng cho mình không hả Minh Anh? Chắc mình cũng không biết nữa, mong rằng nó sẽ thắng. Vòng 2 sẽ bắt đầu nha. Ok. Mẹ đếm từ 1 đến 3 thì bắt đầu thả dây ra nha. 1 2 3 bắt đầu. Chưa rồi ạ. Con nghĩ là con cua này sẽ mang giải thưởng về cho con không?
con cũng không chắc, mong rằng lỡ mà mang giải thưởng về cho mình, mình sẽ thả lỡ chứ mình không ăn. Mình đã chọn được. Winnie. Đây. Lộc Winnie, con nghĩ là con cua này mang giải thưởng về cho con không? Chắc. Nếu mà không mang giải thưởng về thì con mà thịt. Nếu mà mang giải thưởng về thì con thả ấy. Các bạn ơi, phần thưởng thứ 3 là 20.000 dành cho con cua thắng cuộc nha. Đây, mỗi người một tờ đi. Đây. Rồi, đây. Nào để đây. Nào đến đến 3 thì nào, sao? Cuộc thi bây giờ bắt đầu nha. Một. Hai. Luật của cuộc chơi là không được động đến cua nha. Okay. Chỉ được động chân nhà. Ờ, nào. 1 2 3 bắt đầu. Cua ai cố lên? Cua ai cố lên? Cua ai cố lên? Cua ơi, cố lên. Sao mày không chạy đi để lấy phần thưởng về cho tao, rồi tao thả mày ra. Chạy đi, chạy đi. Đứng y mặt đi. À, nãy thua rồi. Ô các bạn ơi, mình và bạn Tinh thú ngang nhau ra cả hai cùng được. Các bạn ơi, lần này mình lại thua rồi. Các bạn ơi, vòng thi vừa nãy con cua của mình và bạn Lộc Funny về đích cùng nhau cho nên cả hai con cua đều được phần thưởng. Còn con cua của bạn Minh Anh người ta thắng sau thì mới chạy. Nhất là vừa tỉnh ngủ xong. Rồi bây giờ biết tiếp vòng thi thứ 4 nha. Các bạn ơi, phần thưởng của vòng thi thứ 4 đó chính là 50k nha. Này, bạn Minh Anh, bạn Tinh Tú. Người tiên đi, người tiên đi. Người tiên đi để còn chạy nhanh hay là người tiên phê quá rồi. Nào, bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu nha. Bạn Tú còn chơi. Mẹ sẽ đếm từ 1 đến 3 thì bắt đầu thả cua nha. Ok. Vâng. Nào, bắt đầu. Con này nhìn yếu yếu. Chọn cua này vậy. Cua ơi. Mấy anh có đổi cua đổi đi. Mình chọn con này. Mẹ kéo dám nát cua của con. Đây rồi. Mấy anh lần này có nghĩ là cua sẽ mang về phần thưởng cho con không? Vừa lấy con thử rồi chắc chắn là được nhưng mà không được thì thôi nhá. Nào, Lộc con đi, được rồi đấy. Nào, được rồi. Bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu nha. Mày không chạy đi, mày chạy về đây lắm. Khoan, từ từ để cho nó gửi tiền. Đúng rồi, gửi tiền rồi. Nào, đây, 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 nói đèn nào. Ui, nào. Nào, bắt đầu nha, cuộc thi bắt đầu này. 1, 2, 3 của Minh Anh là được 4 con cua nhá. Bởi vì thi 4 lần mà con chỉ được cua thôi mà con không được phần thưởng nào. Các bạn ơi, mình đã được 70.000 này. 75.000. À ừ, 75.000. Và Lộc TV cuộc thi 4 vòng được bao nhiêu phần thưởng đây? 30.000 rồi. Được 30.000 4 vòng à? Vâng. Thế còn Minh Anh 4 vòng thì phần thưởng của con thắng cái gì? Con được 4 con cua thôi. Thế 4 con cua này thì tính xử lý thế nào? Ăn lẩu cua hay là... Thôi, con không thèm ăn mấy cái loại yếu đuối. Con sẽ thả ra. Thả ra nuôi à? Vâng. Thế à? Yếu đuối thì luôn luôn đi. Thịt lắm đi. Để làm sao cần thả. Về thả. Thế về thả ra ao cua nha. Về thả ra cho cua. Và video của Lộc Funny đến đây là kết thúc.